Còn không là chúng ta rơi vào cái thế định mà không biết. Mình chỉ nghĩ là mình ghi nhận được cái pháp. Ví dụ vậy, niệm qua niệm Phật, Bút thô này là răng sa ma sam bút thô. Cái đó ghi nhận, có ghi nhận không? Ghi nhận. Có không? Chế định hay là chân pháp? Ghi nhận được chân pháp không? Không bao giờ. Quý vị có tiếp xúc được với ân Đức Phật không? Đụng chạm ân Đức Phật không? Đụng chạm với ân Đức Pháp không? Thì làm gì mà có được cái chân pháp? Nha. Nhưng quý vị có cảm nhận được ân Đức Phật không? Có cảm nhận được không? Cảm nhận là khác nha. Mà đụng chạm vô là khác nha. Hiểu chỗ này không? Hai cái ý nghĩa này khác nhau, cái từ ngữ nó khác nhau đàng hoàng. Quý vị niệm một lúc nào đó có thể cảm nhận được ân Đức Phật, và khi cảm nhận được ân Đức Phật có thể thành tựu thiếu vượt lên là tối đa lắm, nó cao nhất lắm nha. Thì cũng ở giai đoạn khẳng định là thôi, không thể nhập định. Bởi sao? Bởi ân Đức Phật quá sâu rộng, nghe, chỉ có thể tiếp cận được bằng cách cảm nhận, tiếp cận nhận chứ không có đụng chạm được. Hiểu ý muốn nói chỗ này không? Không thể thể nhập cho ân Đức Phật được. Bởi vì nếu thể nhập ân Đức Phật thì tâm đó chính là ân Đức Phật. Bây giờ đây nè, cái ân Phật là hiểu không? Đây dòng đa của Phật này phải không? Có thể từ ở đây thôi. Còn nếu mà nghĩ vô đây cái Phật đây nữa thì cái tâm này chính là ân Phật. Tại vì lúc đó cái cảnh và cái tâm chính là một. Nhập định rồi mà. Mà tâm nhập vô cái định ân Phật đúng không? Thì tâm nó chính là ân Phật, ân Phật chính là tâm đúng không? Chuyện này không hề sự. Cho nên lý giải tại sao những đề mục ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, ân Đức Thí, ân Đức Vô Thí á, ân Đức Giới, ân Đức Chư Thiên chỉ đạt tới cận định, thậm chí niệm Niết Bàn cũng chỉ cận định mà thôi. Bởi Niết Bàn đâu có cho ai vô động đâu nè, không có một cái uẩn nào có thể nhào vô trong Niết Bàn nữa. Tâm nó không thể nhập vô được cái dòng thai của Niết Bàn để mà đắc định về cái điều Niết Bàn. Cho nên ở chỉ ở giai đoạn cận định mà thôi, thì cho dù có giọt lên cách mấy chăng nữa cũng chỉ tới mức độ đó, không thể thể nhập vô được. Bởi vậy mình đã thể nhập vô ân Đức Phật thì tâm mình chính là ân Đức Phật đúng không? Chuyện này không hề xảy ra. Hiểu chỗ này không? Lúc đó ân Đức Phật chính là tâm tôi chính là ân Đức Phật. Cho nên Phật thích tâm, câu đó là quốc. Hay câu nói mà Phật thích tâm, tâm thích Phật đó không? Tâm thích Phật. Mà tâm có tham sân si, Phật vũ ra tham sân si à. Rồi Phật là thánh thiện, Phật là giải thoát, tâm có giải thoát không? Cả hai lý luận hai chiều, chiều nào cũng hiểu cái này không? Mà chị nói trí nằm đâu? Trí nằm trong tâm. Đó là cái Phật sự này, cái Phật này cũng hiểu nghĩa là sự giác ngộ ở trong tâm. Chứ không phải Phật là tâm, mà giác ngộ là khác. Giác ngộ thấy gì ngộ, giác là cái chuyện nó khác rồi. Đúng không? Giác ngộ là cái trí thôi. Trên cái định đó, nó biến dạng đủ chuyện. Chân pháp thì nó không biến dạng bao nhiêu, nhưng mà cái định đủ chuyện là nhờ như trong ba sinh cảnh
Khá nhau giống nhau, cái tương đồng giống nhau, cái tương đồng giống nhau nghĩa là đựng nước đúng không, nhưng mà hình dáng khác nhau rồi, được chưa, là dung tích khác nhau rồi đó đúng không, cái công dụng chỉ là đựng nước thôi, đựng mỡ đựng dầu gì đó thôi nha, nhưng mà rõ ràng hình thức nó khác nhau, cho nên nó biến dạng đủ chuyện, cho nên phải định vị cho nó đúng cái từ, nó cái bình là khác à, mà nó cái lu là khác à. Vậy là đem cho tôi lưu nước rồi, khác không? Đem lưu bình nước, khác không? Chỉ bình với lưu khác nhau chưa? Có ai xách cái lưu hộ cái bình đâu? Đúng không? Mẹ ở đây á, mẹ. Mẹ nó có hai cái động tác ghi nhận là niệm, chỉ là ghi nhận thôi, nó là cái nghiệm niệm sơ cắt, niệm sơ cắt. Bây giờ có cái người nào trời ơi cởi lánh điện đi vô, tôi nhìn tôi thấy người đó, tôi ghi nhận đó Phật tử, được chưa, được không, rồi muốn làm gì làm không chú ý, nó chôm nó trẻ nó là ghê đúng không, cái đó phải một sự thiếu sót nào ra phải không, đi à thích vô dài ghi nhận, ở đây vô dài ghi nhận, thích vô ngắn ghi nhận, thở vô ngắn, đó chỉ là niệm, chứ là biết hơi thở vô biết hơi thở ra chỉ là niệm, nhưng bây giờ chú ý thôi chuyện khác, chú ý hơi thở nó vô ra sao, nó vô như thế nào, nó ra cách thức ra sao, cái chuyện đó mới chuyện mới đang nói nha. Cái người vô chánh điện này ghi nhận biết rồi, nhưng người đó vô để làm cái gì thì đó là vấn đề đó mới đang nói á. Mà trên đời này chúng ta chỉ ghi nhận, mà chúng ta có bao giờ chúng ta ghi nhận biết đó là một cái miếng vé không, có miếng dán mình ghi nhận nó, biết miếng dán không, biết không, có bây giờ trật tá không, có bây giờ trật tá không, tại sao trật tá, bây giờ không chú ý đúng không, mà nếu chú ý rồi thấy cái này nó bị trơn láng, bây giờ có bị trật tá không, quan trọng chứ không phải bình thường nữa, có phải vậy không, thấy cái thảm cỏ ghi nhận cái thảm cỏ đúng không, có bao giờ chúng ta nước trên cái thảm cỏ nó bị sập xuống không, có không, tại sao, cho ghi nhận cái thảm cỏ thôi, nhưng mà nếu mà chú ý thảm cỏ này nó có dễ gì khác khác đó, nếu mà lưu ý là bắt đầu có rồi đó, chúng ta kịp bệnh liệt không, nên trong trại cấp cứu Đức Phật ngày dài thì sao? Appama đô Amatang Ba Đằng Bamado Mắt Bamado Mắt Chú Nô Ba Đằng, thận trọng con đường sống nha, bất cẩn con đường chết. Trong trại cấp cứu thẩm chuyên niệm có không? Hôm qua mới dạy mà, xin nhớ mà. Thì cái niệm này á, hai nhá là ghi nhận, ghi nhận trên ghế là tốt rồi này, nhưng mà nếu không có chú ý thì đất vẫn đất, nước vẫn nước bình thường, không có gì đặc biệt mà trong đó, nhưng mà hãy chú ý thấy đất này nó khác, đất này nó khác, đất này nó khác, cái cứng cái mềm nó có khác nhau không, khác nhau không, cái hơi thở nó vô ra, hơi thở nó vô ra nha, nếu không chú ý thì không biết rằng cái hơi thở vô cái trước cái dài vô hơi thở vô làm sao đó, hai cái động lực nó khác nhau, lúc vô trước vô nó mạnh, đợt sau vô nó yếu, càng lúc nó càng nhẹ 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 dần dần dần
mà không chú ý không biết. Đến khi chú ý rồi, ổ đi đâu mất tiêu rồi. Hiểu cái này không? Thì hít vô, biết, thở ra, biết. Hỏi biết cái gì, thì biết nó vô ra. Nhưng cái sự biết này, cái câu kinh của Đức Phật mà. Vị tỳ khưu, thở vô dài, biết. Phải không? Gọi như là sát tí, bát chan. Ghi nhận biết. Sát tí bát chan. Mà biết cái gì? Biết nó vô ra thôi hả? Nó vô ra thế nào? Mạnh hay yếu? Nó vô ra bình thường hay lúc nó vô thì vô như là, như là bão táp mưa sa vậy. Mà lúc nó vô rất là nhẹ nhàng. Những cái đó nó không có chú ý là không biết. Mà phải không, có chú ý đó nó sẽ thấy là cái hơi thở vô đó, hơi thở biết nó vô, nó thể vô đây mạnh nè, mà hãy chú ý mà thấy là cùng hai hai cái luồng gió đi vô, một cái luồng bên đây mạnh, bên đây yếu, đi ra có thể đi ra bên đây mạnh, nó vô yếu nó đang mạnh, vô mạnh. Nếu mà đơn giản cái hơi thở đơn giản là gì, cái thứ thiên sứ đây niệm gì hơi thở đơn giản vậy đâu, mà Đức Phật là chỉ nói là ghi nhận biết ngắn quá gọn quá, mà cái biết nó thâm thẳm chiều tối nằm trong đó nè. Cái hơi thở đi vô bên đây có thể mạnh, hơi thở đi vô có thể là mạnh, nhưng khi đi ra mà hơi thở đi vô yếu đi ra à, mà cái đó không chú ý là không được. Hai cái hơi thở đi ra đây và hơi thở vô đây, một cái mạnh một cái yếu, đi ra cũng một cái yếu một cái mạnh. Mà nó ra ở đây, nó vô đây nó chạm vô cái vòng đai mũi này nè, cái chỗ nào mạnh chỗ nào yếu lại cái yếu. Nó phải vô cái ào vô, chạm giống nhau đâu. Thường để không lưu ý thì nó chạm rất giống nhau. Nhưng mà chuyện chú ý nha, thấy chỗ này dày hơn chút, chỗ này mỏng hơn. Đi ra cũng vậy. Cho nên niệm á, thí dụ cho thấy thôi nha, ai thực tập rồi mới thấy. Còn ai, hỏi ai thực tập rồi mới biết nha. Cho nên niệm nó có hai trò, một như là hai thì biết, không chú ý không biết, không chú ý không biết, biết phát như vậy. Cho nên nó còn nghe sắp biết phát ra là thế, ghi nhận thì biết. Thì cái ghi nhận này Đức Phật ngày hàm ý trong đó là chú ý để biết nữa. Còn nếu không chú ý không biết. Bây giờ một cái ca sĩ lá đất chí định thôi, để đó nhìn nó sao niệm là ghi nhận với em ba thân quyền, ba thân quyền, thân quyền nhắm mắt lại nghe, để trong này có đậu xuất hiện. Rồi bây giờ chú ý là cái này, khi nào mất mở ra tiếp tục dần dần rồi cái kia nó mới động chạy vô đây, thì lúc đầu mới chú ý coi cái trong này nó giống bên ngoài không, ngoài giống lại cũng phải có chú ý. Hiểu cái này không? Ngọn lửa cũng vậy, nghe nhìn ắt ký ắt ký ắt ký ắt ký ắt ký ắt ký nghe đi vô thì cũng cái niệm ắt ký ắt ký đó niệm chế định chứ không phải là niệm chân giới. Tại vì nếu mà dù cho đi vô hay là ắt ký gì cũng vậy, có biết nóng lạnh không? Muốn biết nóng lạnh phải rờ nó không, nó có rờ đâu dễ à, đi vô ắt ký ắt ký ắt ký cũng chỉ là chế chứ đỡ. Nhưng phải chú ý, ngọn lửa nó lung linh nhắm mắt lại thấy ngọn lửa mình phải chú ý nghe. Còn nếu mà ngọn lửa đứng yên nhắm mắt lại nó đứng yên phải chú ý nó. Cho nên ra đây nghe trò của mẹ là ghi nhận mà cái chú ý là cái quan trọng.
Cứ bao giờ quý vị đi ngang qua một cái đạp cine, ngó ra biết đạp Nam Quan ở đường Võ Văn Tần, biết không? Phải không? Không chú ý rồi, nãy chị có đi ngang qua cái đạp Nam Quan không? Đó. Bữa nay nó hát cái phim gì ạ? Không biết, đúng không? Tại sao không biết? Tại không chú ý. Nếu có chú ý, hôm nay hát là thằng nhỏ te vào te. Te hại này, đúng không? Biết ngay cái phim hát là phim gì đúng không? Tài tử nào đó. Đó là do mình chú. Chú ý. Mà hãy có chú ý. Niệm. Mà có chú ý. Nó có một điều kiện để nó làm cái sự kiện thứ đấy, mình chú ý mình biết cái này nè, cái này hai cái nó khác nhau, nó thay đổi. Rồi để mà có chú ý nó làm cái sự kiện là tướng bổ tướng ngã. Ví dụ giờ quý vị ngồi thiền, nó ngồi thiền nhất quá cái niệm tê 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 tê, niệm tê 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 đó là cũng ghi nhận đúng không? Nhưng mà nó là chế định hay là chân pháp? Còn cái chân pháp là sao? Biết nó tê, ghi nhận nó tê đúng không? Nó tê là sao? Nó cà tưng cà tưng cà tưng, nó nhức 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 nhức, nó giống như kiến cắn, giống như là dòi bò không? Hay là ngứa ngứa đó, cái đó nó mới là chân chân pháp. Nhưng mà cái ngứa ngứa nó chút xíu nó hết nó, bây giờ cái vô thượng nãy càng chú ý chỗ đó, bây giờ lúc nó một lúc nào đó cái chú vô thượng không. Bây giờ cái tê á, cái tê giai đoạn đầu và cái tê giai đoạn, cái tê một phút trước và tê một phút hai sau đó, cái tê đó đó nó giống nhau vậy, không bao giờ nghe, không bao giờ giống nhau á. Lúc đầu nó tê ít đúng không? Càng niệm tê 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 nó hơi tê nhiều đúng không? Càng niệm tê 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 nó hơi còn tê cứng luôn đúng không? Có đúng vậy không? Nó không vậy. Nhưng không cần phải, có một lúc nào đó không cần niệm tự nhiên mất, không cần niệm nó mất, là chú ý nó chút xíu nó mất. Quý vị hôm nào vừa thử đi, nó không mất thì còn tồn tại thôi chứ có gì đâu. Rồi á, rồi tê á, chú ý vô cái tê, chú ý thôi để xem cái diễn tiến ra được nào, chứ nó mất, nó mất rồi, nó có là hai chứ không phải nó mất hai cái, mất rồi có, mất rồi có, nó khác nhau luôn. Nó khác nhau, thứ nhất lúc đầu nó mất đi cái khổ nó ít, lần sau nó xuất hiện lại cái khổ nó nhiều, rồi bây giờ tướng khổ bắt đầu nó có mặt cái trong đó, nó lần lượt nó xuất hiện từ 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 từ, phải chú ý mới nhận thức, mới dẫn tới tướng tướng khổ. Mỗi lúc nào nó lên nó mức độ, lúc đó phải dùng cái pháp gì để giữ lấy nó, dùng cái pháp gì? Pháp tướng tấn ở giai đoạn nhẫn nại chứ phải vượt lên nha. Lúc này mà vượt qua là thua đó. Cái này muốn vượt vượt qua thì sao? Xả tiền xò bóp đúng không? Cho nên nó tinh tấn rồi tái nhẫn, nhẫn nại để gìn giữ lại nha. Vâng vâng, phải khác nha. Chúng ta biết mỗi họ giống như chúng ta học nhiều công thức, gặp mà có thì chúng ta lấy công thức nào để giải quyết. Thì cái đó đó thì nó cũng mới vô chú biết được cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Nè, khi đó nó, khi đó mình gọi là chánh niệm, gọi là chánh niệm. Nếu không chú ý để cái tướng vô thường, không chú ý được tướng khổ, hay là không ghi nhận được tướng vô thường, không ghi nhận được tướng khổ, hay không chú ý được tướng vô ngã, hay không ghi nhận được tướng vô ngã, thì chỉ là niệm mà thôi, không được gọi cái niệm.
bao giờ có chuyện tránh bắt buộc phải có ba tướng này. Bởi vì chúng ta thấy rằng các tướng đạo trong đó có là ma sa tí đúng không? Bắt buộc mà muốn chứng đạt niết bàn phải dùng một trong tam tướng dẫn nhập vô, thiếu một trong tam tướng vậy nè, thiếu một trong tam tướng tức là thiếu tướng lên đường, không có tướng lên đường, không có tướng bộ, không có tướng lên ngã thì đừng có dẫn nhập vô niết bàn, không cách nào nữa. Mà muốn dẫn nhập vào chứng đạt niết bàn phải là một trong tam tướng, thì khi có được một trong tam tướng lúc bây giờ mới được gọi là chánh. Ví dụ chứng kiến là thấy được một trong ba tướng. Chánh tư duy là suy nghĩ đến ba, một trong ba tướng như thế nào nè, chứ không phải chánh tư duy theo tạng kinh bình thường á là chỉ suy nghĩ về cái ly dục, suy nghĩ về cái lìa bỏ sân, suy nghĩ về tính chất là lìa bỏ cái sự hại người, đúng không? Nó chánh tư duy mà. Nhưng chánh tư duy ở trong cái lộ đạo này thì bắt buộc suy ngẫm về một trong ba tướng như thế nào. Tính niệm đây phải ghi nhận được một trong ba tướng, còn chánh định là phải an trú tâm trong một trong ba tướng. Gọi là vô, nếu an trú tâm ở trong tứ vô lượng gọi là vô tướng tâm này. Nếu an trú tâm trong tứ khổ gọi là vô niệm tâm này. Nếu an trú tâm trong tứ vô ngã thì gọi là không phải tâm này. Không chỉ kinh pháp ba chi. Thay vì thiền định này là của chế định nhiều thì bây giờ thiền quán mới an trú tâm, định ở trong một trong ba tướng mới gọi chánh định. Cho nên niệm ở đây nếu mọi người có chú ý thì là biết cái chùa vô chứng nhận thì học cho chùa Từ Quan, ghi nhận chùa Từ Quan rồi đó là niệm đúng không, thiếu chú ý đúng không? Không biết chùa Từ Quan hôm nay và chùa Từ Quan tuần trước có khác nha, mà có chú ý nhận thức rồi, có chú ý tuần trước chùa Từ Quan như thế này, tuần sau chùa Từ Quan nó không phải vậy nữa, thì lúc đó nó thấy nó có vẻ vô thường ấy, thấy chưa? Thì đúng không? Mà thiếu chú ý là cái gì? Cho nên niệm quyền ở đây, niệm quyền là chỉ cho sự chú ý. Cho nên vợ ổng mà bước đạp vợ bước đạp bước vợ vậy đó, nó chỉ là niệm không phải là niệm gì. Đi gặp một vợ gì đó có thể thấy, có thể ghi nhận thì chỉ là niệm không phải là niệm. Hiểu chỗ này không? Phải chú ý nó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị không chú ý nghe, quý vị sẽ thấy rằng quý vị cảm thấy chú ý nghe đó sẽ thấy âm thanh của sư lúc nó ra chào lớp thấp, nó lúc nó trầm bổng, cái du dương, lúc nó ồ ề, lúc nó giống như dịch kêu, đúng không? Phải không? Tức là phải nhờ ra cái chú ý không? Mãi chú ý rồi quý vị nhớ rất dài, có chú ý nhớ rất dài, không chú ý thì đổ bao nhiêu nước ra ngoài đấy, đúng không? Cho nên nếu nói là niệm quyền và làm cũng đã nói tới chúng chắc có chú ý ghi nhận có chú ý. Mà ghi nhận không có chú ý không phải gì, chỉ có niệm quyền mà thôi. Nắm được gì vậy? Để làm nghỉ luôn đi.
giờ được ông này.